Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa nay thứ tư, ngày 8 tháng 10 năm 2014 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình với những nội dung chính như sau. Ban Kinh tế Trung ương làm việc tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm công nghiệp Long Đại. Bộ Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2014 của lực lượng vũ trang Quảng Bình. Công an Quảng Bình bắt nhóm đối tượng dùng súng điện cướp tiền tỷ. Xã Thạch Hòa chủ động phòng chống lụt bão. Sáng nay ngày 8 tháng 10, đoàn công tác Ban Kinh tế Trung ương do đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm trưởng đoàn, đã đến làm việc và khảo sát tình hình sản xuất kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm công nghiệp Long Đại. Làm việc với đoàn về phía tỉnh Quảng Bình có đồng chí Lương Ngọc Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Công ty Lâm công nghiệp Long Đại quản lý 91.000 hecta rừng được chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên từ tháng 7 năm 2010 theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình. Từ khi chuyển đổi, công ty đã làm tổ công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, nâng độ che phủ rừng thuộc quyền quản lý lên 78%. Chính tháng đầu năm 2014, công ty đã khai thác thu mua hơn 1.000 tấn nhựa thông, chế biến trên 1.024 mét khối gỗ sẻ, trồng mới 154 hecta cao su, trồng mới 1.212 hecta và chăm sóc 1.774 hecta rừng nguyên liệu. Doanh thu 9 tháng đầu năm 2014 của công ty đạt trên 171 tỷ 621 triệu đồng, nộp ngân sách trên 15 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu trên 1 triệu đô la Mỹ, thu nhập bình quân của người lao động làm việc trong công ty đạt trên 4 triệu đồng một người một tháng. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lâm công nghiệp Long Đài đề nghị chính phủ cho phép công ty được chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai khai thác gỗ hàng năm theo phương án được phê duyệt và chứng chỉ rừng quốc tế về quản lý rừng bền vững đã được cấp. Nhà nước cấp đủ vốn điều lệ cho công ty có số vốn hoạt động. Đề nghị nhà nước không thu tiền thuế đất đối với đất lâm nghiệp là rừng tự nhiên sản xuất, vân vân. Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Đặng Trọng Quân, Phó Tư lệnh làm trưởng đoàn, vừa tiến hành kiểm tra toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2014 của lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Bình. Năm 2014, cả đơn vị lực lượng vũ trang Quảng Bình đã chấp hành nghiêm túc chỉ thị mệnh lệnh của cấp trên, có nhiều biện pháp giải pháp đồng bộ để lãnh đạo chỉ đạo cả cơ quan đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Trong đó tham mưu tổ chức tốt lễ diễu binh diễu hành kỷ niệm 410 năm hình thành tỉnh Quảng Bình, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh, tổ chức phát động và triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh bộ đội Cụ Hồ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đảm bảo tốt cơ sở vật chất hậu cần kỹ thuật cho các nhiệm vụ. Tuy vậy, quá trình thực hiện nhiệm vụ ở các địa phương đơn vị vẫn còn bộc lộ một số tồn tại như chất lượng công tác xây dựng kế hoạch soạn thảo giáo án chưa cao, hiệu quả tăng gia sản xuất ở một số đơn vị còn thấp. Trên cơ sở những kết quả đạt được, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Bình thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, điều chỉnh bổ sung kế hoạch phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn cả cấp sát với tình hình đơn vị địa bàn và yêu cầu nhiệm vụ, tăng cường công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang quân khu giai đoạn 2009-2014 và 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 25 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân 22 tháng 12 đạt hiệu quả. Trong hai ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 10, đoàn kiểm tra của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cũng đã tổ chức kiểm tra các mặt công tác quân sự quốc phòng năm 2014 của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lệ Thủy. Qua kiểm tra đánh giá trên các mặt công tác của cơ quan quân sự huyện và kế hoạch của từng ngành, đoàn kiểm tra đã biểu dương những cố gắng nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương, chỉ huy cơ quan quân sự đối với quá trình tham mưu, phối hợp chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2014. Trong đó nổi bật là phong trào phát huy truyền thống cống hiến tài năng, chủ động xây dựng kế hoạch huấn luyện cho mọi đối tượng sát với yêu cầu nhiệm vụ, triển khai các phương án phòng chống thiên tai, bão lũ một cách đồng bộ. Việc thực hiện xây dựng cơ sở vững mạnh, an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu của các xã thị trấn được ban điều hành cả cùng tổ chức chủ đạo chặt chẽ. Đoàn kiểm tra yêu cầu thời gian tới, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lệ Thủy duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tiếp tục bám nắm cơ sở, nắm bắt tình hình, nhất là ở hai tuyến biên phòng, nhằm giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng vừa phá án thành công vụ cướp táo tợn chèn xe và dùng hung khí trần cướp hơn 1,2 tỷ đồng tiền mặt xảy ra tại địa bàn phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới ngày 9 tháng 9 năm 2014. Đối tượng chủ mưu và trực tiếp gây án là Mai Anh Đức, sinh năm 1983, trú ở phường 8, thành phố Vũng Tàu. Sau gần một tháng lẩn trốn, đã được lực lượng trinh sát Công an Quảng Bình đưa về Công an tỉnh.
hôm 6 tháng 10 để tiếp tục công tác điều tra. Trước đó vào sáng ngày 9 tháng 9, Mai Anh Đức cùng với Ngũ Vĩnh Hoàng, sinh năm 1983, trú ở thôn Văn La, xã Lương Ninh, huyện Quảng Ninh, đi xe máy để cướp tài sản. Khi đến đường Thống Nhất, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, phát hiện chị Lê Thị Mỹ là thủ quỹ công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại tổng hợp Tuấn Viễn, có trụ sở tại thành phố Đồng Hới, có đi xe máy mang theo túi xách. Hai đối tượng này đã ép xe khiến chị Mỹ ngã vào lề đường. Đối tượng Mai Anh Đức xông đến dùng tay đấm và dì súng điên vào người chị Mỹ, rồi cướp chiếc túi xách bên trong có hơn 1,2 tỷ đồng và nhanh chóng tẩu thoát. Sau khi cướp được, Đức và Hoàng chia cho Từ Quốc Vũ, sinh năm 1982, trú ở tiểu khu 4 thị trấn Quán Hào, huyện Quảng Ninh, với số tiền 50 triệu đồng. Vì Vũ biết Đức và Hoàng là thủ phạm vụ cướp. Bước đầu đấu tranh, cả đối tượng đã khai nhận hành vi của mình và cơ quan điều tra đã thu giữ từ cả đối tượng trong vụ án số tiền gần 1 tỷ đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Mai Anh Đức, Ngũ Vĩnh Hoàng về hành vi cướp tài sản và đối tượng Từ Quốc Vũ về hành vi không tố giác tội phạm. Hôm qua ngày 7 tháng 10, người dân địa phương đã phát hiện một thi thể bên quốc lộ 1 đoạn qua xã Thải Thủy, huyện Lệ Thủy. Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1955, trú tại thôn 1 Thanh Mỹ, xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy, là nhân viên công tác tại Quỹ tín dụng nhân dân xã Thanh Thủy. Trước đó tối 6 tháng 10, sau khi phát hiện nạn nhân mất tích, người thân trong gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả. Ngay sau khi nhận được tin báo về sự việc nói trên, lực lượng công an và chính quyền địa phương xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy đã có mặt để phong tỏa hiện trường và tiến hành khám nghiệm tử thi. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Bình, hạt kiểm lâm huyện Quảng Ninh và chính quyền địa phương vừa tiến hành tuyên truyền ký cam kết không kinh doanh buôn bán giết mổ và trưng bày quảng cáo các mẫu vật, sản phẩm động vật rừng trái phép. Chi cục kiểm lâm Quảng Bình, hạt kiểm lâm huyện Quảng Ninh đã tiến hành kiểm tra các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn huyện, tuyên truyền phổ biến về tầm quan trọng của các loài động vật trong tự nhiên. Đoàn cũng đã phát tờ rơi, sản tranh cộng đồng, ký cam kết giữa hạt kiểm lâm huyện Quảng Ninh, chính quyền địa phương và chủ nhà hàng quán ăn về nội dung không kinh doanh buôn bán, giết mổ và trưng bày quảng cáo các mẫu vật, sản phẩm động vật rừng trái phép, hợp tác với cán bộ kiểm lâm và cơ quan chức năng chính quyền địa phương trong công tác quản lý động vật rừng. Đây là hoạt động nhằm góp phần bảo tồn, phát huy giá trị của các loài động thực vật quý hiếm nói chung và tại khu vực vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng nói riêng. Trong bất cứ thời kỳ lịch sử nào của dân tộc, thanh niên Việt Nam luôn là lớp người đi đầu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dưới ngọn cờ của Đảng, các thế hệ thanh niên Việt Nam đã lập nên những chiến công hiển hách, góp phần viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc. Hơn nửa thế kỷ xây dựng, rèn luyện và phấn đấu trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng, vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ngày càng xứng đáng là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam. Đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên cùng phấn đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ công bằng văn minh, vì hạnh phúc và sự tiến bộ của thanh niên. Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Bình lần thứ 5, nhiệm kỳ 2014-2019 là đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi, sôi nổi của các tầng lớp thanh niên, là diễn đàn để thanh niên Quảng Bình thể hiện tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xung kích tình nguyện, bày tỏ khát vọng và quyết tâm cống hiến sức trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước, phấn đấu cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà xây dựng quê hương Quảng Bình phát triển nhanh và bền vững. Với chủ đề đoàn kết, dân chủ, đổi mới và hành động, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Bình lần thứ 5, nhiệm kỳ 2014-2019 chính thức được diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 10 năm 2014 tại thành phố Đồng Hới. Chương trình thời sự trưa nay sẽ được tiếp nối với những thông tin trên các lĩnh vực đáng quan tâm khác. Lệ Thủy, giá trị sản xuất công nghiệp, tiêu thụ công nghiệp tăng so với cùng kỳ. Xã Thạch Hòa chủ động phòng chống lụt bão. 9 tháng đầu năm 2014, tình hình sản xuất công nghiệp, tiêu thụ công nghiệp trên địa bàn huyện Lệ Thủy vẫn duy trì và phát triển ổn định, giá trị sản xuất tăng so với cùng kỳ năm 2013. Đến nay toàn huyện Lệ Thủy có trên 3.400 cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thu hút gần 6.900 lao động. 9 tháng đầu năm 2014, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn trên địa bàn đạt trên 224 tỷ đồng, tăng 9,7% so với cùng kỳ. Trong đó công nghiệp khai thác đạt 41,6 tỷ đồng, công nghiệp chế biến đạt 182,7 tỷ đồng. Hiện nay, huyện tiếp tục thực hiện chính sách khuyến khích, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn.
hỗ trợ 500 triệu đồng vốn khuyến công năm 2014 cho các mô hình mới và cơ sở sản xuất có hiệu quả. Nhà máy bao bì Nhật Lệ thuộc Tổng công ty Sông Danh chuyên sản xuất các loại bao bì PP, PE, cắt tông các loại. Nhiều năm qua, nhà máy đã không ngừng đổi mới dây chuyền công nghệ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Những năm qua, nhà máy bao bì Nhật Lệ luôn chú trọng đến chất lượng sản phẩm nên đã tạo được sự tin cậy trong khách hàng. Sản phẩm của nhà máy được cả chi nhánh thuộc Tổng công ty Sông Danh tiêu thụ gần 70% và hơn 30% sản phẩm phục vụ nhu cầu thị trường. Nguồn thu ổn định nên nhà máy có điều kiện tu sửa, mua sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất và tăng thu nhập cho người lao động. Hiện nhà máy bao bì Nhật Lệ đã tạo công ăn việc làm cho trên 70 lao động với mức thu nhập trên 5 triệu đồng một người một tháng. Mục tiêu của công ty trong những năm tiếp theo là tiếp thị và mở rộng thị trường ra các tỉnh bàn, xây dựng thương hiệu bao bì Nhật Lệ ngày càng có uy tín trên thị trường. Thưa quý vị và các bạn, chính sách dồn điền đổi thửa được thực hiện đã tạo điều kiện cho người dân trên địa bàn thị trấn Huân Lão, huyện Bố Trạch tận dụng diện tích đất sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả để xây dựng các mô hình kinh tế. Mô hình chăn nuôi tổng hợp của gia đình ông Trần Đình Mạnh là một ví dụ điển hình. Trên 1 hecta đất, ông Mạnh đã mạnh dạn đầu tư xây dựng hồ nuôi cá với những giống cá như cá trắm, cá rô phi. Đến nay, trung bình mỗi năm gia đình ông Mạnh nuôi trên 20.000 con cá các loài. Hiệu quả kinh tế mang lại từ việc nuôi cá, gia đình ông Mạnh tiếp tục đầu tư chăn nuôi thêm lợn thương phẩm. Trung bình mỗi năm, gia đình ông cung cấp trên 12 tấn thịt lợn ra thị trường. Từ mô hình chăn nuôi này đã mang lại cho gia đình ông Mạnh mức thu nhập mỗi năm trên 300 triệu đồng. Để chế biến các bữa ăn ngon, đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, trường mầm non Đồng Phú, thành phố Đồng Hới đã thực hiện mô hình trồng rau an toàn theo hướng hữu cơ. Nhà trường đã đầu tư hàng chục triệu đồng mua 200 chậu trầu để trồng các loại rau cải, dên, mồng tơi, hành theo phương pháp hữu cơ. Hạt giống rau được chọn mua tại các cơ sở có uy tín, quá trình trồng và chăm sóc tuân thủ theo quy trình trồng rau an toàn, chỉ bón phân hữu cơ, không sử dụng các loại phân bón, thuốc hóa học. Trồng rau hữu cơ trong chậu đã giúp nhà trường tự chủ được nguồn rau sạch, đồng thời tiết kiệm được khoảng từ 3 đến 4 triệu đồng mỗi tháng để có thêm điều kiện bổ sung các loại thực phẩm khác nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ. Ngoài ra, việc trồng thêm rau xanh, các loại cây ăn quả đã góp phần tạo môi trường cảnh quan thiên nhiên thân thiện, môi trường xanh sạch đẹp cho các cháu học tập và vui chơi. Thưa quý vị và các bạn, xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa là một trong những địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng do mưa lũ. Vì vậy, ngay từ tháng 5 năm 2014, xã Thạch Hóa đã lên phương án phòng chống lụt bão nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do mưa lũ gây ra. Xã Thạch Hóa, huyện Tuyên Hóa là địa phương nằm ở phía thượng nguồn sông Danh, trong đó hầu hết dân cư phân bố dọc hai bên bờ sông. Mỗi khi mưa lũ về, nước sông dâng cao, chia cắt nhiều vùng. Để chủ động đối phó với bão lũ, chính quyền xã đã lên các phương án cụ thể với phương châm 4 tại chỗ. Trong đó kiện toàn các tổ đội xung kích phòng chống lụt bão, chuẩn bị vật tư phương tiện, sẵn sàng cơ động khi có tình huống xảy ra. Đến nay, toàn xã đã có 1 chiếc cano, 1 chiếc xuồng máy, 11 xuồng chèo tay cấp về 11 thôn. Để công tác phòng chống lụt bão được thực hiện hiệu quả, chính quyền địa phương còn chủ động phối hợp với những hộ dân có đò, xuồng để tham gia ứng cứu, di dời người và tài sản trong những tình huống khẩn cấp. Cái đò thì mình mua gỗ để mình thuê thợ đến đóng, cùng nhau mục đích là chống bão lụt rồi đó. Trước là dùng gia đình mình sao được thì dùng như bà con hàng xóm, ai thấp nhà thì mình treo chở họ đi. Hiện nay, dọc hai bên bờ sông Danh có hàng chục hộ dân sinh sống trên những chiếc nhà bè. Ở một số nơi khác, tình trạng sạt lở bờ sông đã ăn sâu vào tận nhà dân. Xác định đảm bảo tính mạng của người dân là nhiệm vụ quan trọng, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão xã Thạch Hóa đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các hộ dân, nhất là các hộ dân sinh sống dọc hai bên bờ sông, những hộ dân sống gần khu vực có nguy cơ sạt lở, đồng thời kêu gọi di dời những hộ nằm trong vùng xung yếu đến nơi trú ẩn an toàn trong trường hợp bão lớn và nước lũ dâng cao. Thời tiết những năm gần đây thì diễn biến phức tạp nên là cái lũ lụt tan phá hàng năm ở địa bàn xã thì hứng chịu là 6 đến 7 cái đợt lũ lụt trầm trọng gây hậu quả nghiêm trọng trên địa bàn. Còn rút kinh nghiệm mấy năm trước thì năm nay thì ủy ban xã thì ban chỉ huy phòng chống lụt bão xã đã triển khai phương án ngay từ tháng 5, thành lập kiện toàn lại cái ban chỉ huy, thì các cái tiểu ban ở dưới các thôn, các đơn vị và phân công nhiệm vụ cụ thể và triển khai các cái phương án cụ thể như phương án di dời dân, di dời tài sản và phương án thì khắc phục dưới các khu có nguy cơ sạt lở để mà đảm bảo an toàn và mang tính hiệu quả là cái phương án 4 tại chỗ. Mỗi hộ gia đình chủ động một cái phương án riêng để cùng dân cư từng vùng, từng đơn vị. Với tình hình thời tiết diễn biến bất thường như hiện nay thì công tác phòng chống, chủ động đối phó với thiên tai cần phải được duy trì và đặt lên hàng đầu.
qua đó nhằm đảm bảo tính mạng tài sản của người dân, cơ quan đơn vị, giảm thiểu tối đa những thiệt hại do mưa lũ gây ra. Dự báo thời tiết Quảng Bình đưa vào chiều nay ngày 8 tháng 10, khu vực miền núi trời nhiều mây, trưa chiều hưởng nắng, gió tây đến tây bắc cấp 2, nhiệt độ 22 đến 27 độ. Khu vực đồng bằng ven biển trời nhiều mây, trưa chiều hưởng nắng, gió tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ 23 đến 28 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới trời nhiều mây, có lúc có mưa rào, trưa chiều hưởng nắng, gió tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ 23 đến 29 độ. Vùng biển có mưa rào rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc cấp 5, biển bình thường, sóng biển cao từ 0,75 đến 1,75 m.